sàng lọc cho tất cả phụ nữ chưa bị mang thai là tất.
protect these lands. Yes.
Angels have their own will. My God, lũ chuột kéo đến rồi. Hả? Chạy đi đâu? Mà kệ nói vậy, bài trí quán rượu của chúng ta trước đã. Bày biện một bàn ăn thịnh soạn, đầu bếp chắc chắn cũng phải mời. Hi hi, cao cấp, ok. Quán rượu chính thức khai trương. Đã có khách vào. Ha ha ha, tiền của các ngươi chính là tiền của ta. Ôi, mèo quan ở đâu vậy? Mau đuổi đi, đừng phá đám việc buôn bán của ta. Sao? Khách khiếu nại trong quán rượu có chuột quá nhiều, đều đi hết rồi. Quán rượu chớp mắt đã phải đóng cửa. Giờ phải làm sao đây?